Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đà Nẵng chấn chỉnh kỷ cương hành chính trước và sau kỳ nghỉ Tết. Khánh Hòa hiệu quả từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển. Trồng dưa Tết ở Cát Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay 24 tháng 1, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã làm việc thăm và tặng quà Tết một số đơn vị và các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Bảo Lâm. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, chính quyền địa phương huyện Bảo Lâm. Tại huyện Bảo Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã nghe đại diện lãnh đạo xã Lộc Thành báo cáo tổng quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục và công tác đảm bảo an ninh quốc phòng chung của xã, cũng như việc chăm lo, cấp phát các chế độ cho các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng khi được biết tình hình kinh tế xã hội của xã đã có bước phát triển. Số hộ nghèo giảm xuống đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt năm 2018, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy và chính quyền xã Lộc Thành cần tập trung đầu tư cho chất lượng xã nông thôn mới, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí đề ra, tiềm cận xã nông thôn mới nâng cao, cân nhắc rà soát chủ động đầu tư các công trình, hạ tầng của địa phương, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, quan tâm chăm lo Tết đối với các gia đình chính sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, đồng thời tạo điều kiện để tất cả mọi người dân được vui xuân đón Tết an toàn và tiết kiệm. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao quà Tết có giá trị 500 triệu đồng cho Đảng ủy và chính quyền địa phương xã Lộc Thành để đầu tư công trình dân sinh thiết thực tại địa phương, cùng với những lời chúc tốt đẹp nhân dịp xuân mới. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng quà Tết cho hai gia đình Bình Minh, Cờ Hà Lên và Nguyễn Kim Chi ở xã Lộc Thành. Tại các nơi đến thăm và tặng quà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi về tình hình phát triển kinh tế, đón Tết vui xuân của gia đình, chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm bên người thân và con cháu. Đến thăm, làm việc và chúc Tết tại công ty nhôm Lâm Đồng và công ty lâm nghiệp Bảo Lâm, sau khi nghe lãnh đạo hai đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động của năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công ty lâm nghiệp Bảo Lâm và công ty nhôm Lâm Đồng đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng quà Tết và chúc lãnh đạo, cán bộ, công nhân và người lao động hai đơn vị đón một cái Tết vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đề nghị công ty lâm nghiệp Bảo Lâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán và trong năm 2019. Sáng 24 tháng 1, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ nhân dân xã Tà Nung và một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Tại xã Tà Nung, sau khi nghe báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận vui mừng vì Đảng bộ và nhân dân xã Tà Nung đã đoàn kết đồng lòng, cùng nhau phát triển về mọi mặt. Các chương trình phát triển kinh tế cho người dân khá tốt, đời sống người dân ngày một nâng lên, đã hoàn thành 21 chỉ tiêu đề ra trong năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể chỉ còn 0,27%. Số diện tích cây trồng già cỗi cho năng suất thấp đã được chuyển đổi sang trồng rau hoa, cà phê giống mới, trồng theo công nghệ cao. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3 tỷ đồng. Hiện đã có 6 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, trên 80% gia đình văn hóa. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, nhất ở hai cấp tiểu học và mầm non. Trên 85% người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế, trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50%. Không để xảy ra trường hợp nghiện ma túy trên địa bàn. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã gửi lời chúc sức khỏe đến Đảng bộ nhân dân xã Tà Nung. Ông cũng mong rằng năm 2019, xã Tà Nung sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiên cứu có thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Và thay mặt lãnh đạo tỉnh, trao tặng một công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Tà Nung. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Trần Ngọc Yến ở phường 4, thành phố Đà Lạt. Hiện có con là chiến sĩ Lê Chí Khang đang công tác tại đảo Nam Yết, Trường Sa, và thăm hai gia đình chính sách là bà Võ Thị Tờ 93 tuổi ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, vợ của liệt sĩ Trần Ngọc Hỷ hy sinh trên chiến trường Quảng Ngãi năm 1968, và bà Đặng Thị Năng 77 tuổi ở đường Cao Bá Quát, phường 7, có chồng là liệt sĩ Lê Văn Chi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình đón một cái Tết thật ấm áp, vui tươi và ghi nhận những cống hiến của các gia đình trong công cuộc bảo vệ đất nước suốt thời gian qua. Hôm nay 24 tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, báo Lâm Đồng, Ngân hàng Vietinbank, Công ty Mobile Phone chi nhánh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Kỷ Hợi năm 2019 cho các gia đình khó khăn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đã tham dự. Tại chương trình, đoàn đã trao 100 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Được biết, trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đã trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập tại huyện Bảo Lâm. Được biết, tổng giá trị của chương trình Tết vì người nghèo Xuân Kỷ Hợi năm 2019 mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm là 80 triệu đồng. Ngoài ra, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã vận động và trao 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo huyện Đạ Oai và 50 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân Công ty Công trình Đô thị thành phố Đà Lạt. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hy vọng, với sự hỗ trợ của các ban ngành địa phương, bà con nhân dân, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bảo Lâm nói riêng và trong tỉnh nói chung sẽ có điều kiện vui xuân đón Tết, mong muốn các gia đình sẽ có một cái Tết vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hôm qua 23 tháng 1, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đi thăm chúc Tết các gia đình chính sách, một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đam Rông. Cùng đi có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện chính quyền địa phương. Tại xã Đà Ca Nàng, huyện Đam Rông, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà xã đã đạt được. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt được trong năm. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an ninh quốc phòng, đẩy lùi tệ nạn ma túy, giải quyết tốt những khiếu kiện về đất đai, xây dựng chỉnh trang các điểm trường ở trên địa bàn, tạo mọi điều kiện để người dân đón Tết vui vẻ, an toàn. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Ca Mát, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tặng một công trình dân sinh trị giá 500 triệu đồng cho xã và 5 suất quà trị giá 400.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp thêm vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đam Rông nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đến thăm các gia đình thương binh Trần Thị Chính và gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Đà Ca Nàng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống để góp phần xây dựng địa phương, đất nước. Ngày 24 tháng 1, ông Nguyễn Tào, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà Tết cho đối tượng chính sách và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Tại các tổ chức thuộc diện chính sách xã hội, trường Khiếm Thính Lâm Đồng, trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng và Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Lạt. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Tào đã gửi tặng cán bộ nhân viên và các đối tượng được tổ chức nuôi dưỡng lời chúc mừng năm mới và những phần quà Tết nghĩa tình. Mỗi phần quà là tiền mặt trị giá 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm. Trước đó sáng nay, đoàn đã trao 50 suất quà cho các đối tượng chính sách là người có công, người già neo đơn không nơi nương tựa, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường 3 thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Mỗi phần quà gồm tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cần thiết. Được biết, hoạt động tặng quà cho các đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng duy trì từ nhiều năm nay. Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tào cho biết, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm được khoảng 600 phần quà. Từ ngày 19 tháng 1 đến nay, đoàn đã đi thăm chúc Tết và tặng nhiều đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh. Những phần quà tuy nhỏ nhưng góp phần giúp người dân đón Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình tối nay là các hoạt động tổng kết của một số ban ngành vừa mới diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 23 tháng 1, Hội đồng thi tuyển chức danh tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phần thi trình bày đề án tuyển chọn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên Hội đồng thi tuyển đã tham dự. Hội đồng thi tuyển đã nghe hai ứng viên là Nguyễn Văn Châu, chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, và ông Trần Văn Tuận, giám đốc Trung tâm Vật tư Thú y và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, lần lượt trình bày đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên lĩnh vực trồng trọt ở Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023. Qua đó phân tích đánh giá về tiềm năng lợi thế từng vùng sinh thái Lâm Đồng với các nhóm giải pháp phát triển sản xuất các loại cây trồng chủ lực đạt chất lượng chứng nhận hữu cơ quốc tế như rau, củ quả, cà phê, dược liệu, lúa, cam quả, chè, v.v. Đồng thời tiến hành chất vấn những vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện đề án này. Kết quả, ứng viên Nguyễn Văn Châu được Hội đồng thi tuyển tỉnh Lâm Đồng tuyển chọn vào chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vì có số điểm trình bày đề án cũng như số điểm thi viết cao hơn ứng viên Trần Văn Tuận. Sáng nay 24 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến dự. Theo báo cáo tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng hiện có trên 82.500 người, tăng hơn 1.600 hội viên so với cùng kỳ. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, trong năm qua, công tác Hội Chữ thập đỏ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật như cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hiện đã giúp đỡ cho trên 1.190 địa chỉ, với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng. Trong năm qua, các cấp hội đã tiếp nhận trên 350 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đến thăm và tặng trên 70.300 suất quà cho người nghèo trên địa bàn, với tổng trị giá trên 19,8 tỷ. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên triển khai tháng nhân đạo và kết quả vận động được gần 3,8 tỷ. Hưởng ứng tháng nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã vận động hỗ trợ tặng quà, chăm sóc sức khỏe, sửa nhà cho các gia đình nạn nhân với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội cũng đã chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp lễ Tết với các chương trình như lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, chiến dịch những giọt máu hồng hè, tổ chức thành công chương trình Hành trình đỏ. Qua đó tiếp nhận trên 14.400 đơn vị máu, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng sẽ tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ về công tác xây dựng tổ chức hội, công tác xã hội nhân đạo, hoạt động tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, công tác tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu hội tiếp tục phát huy các mặt đã thực hiện được, đặc biệt là trong công tác hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, tập trung triển khai Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam để mang Tết đến với các đối tượng yếu thế trong xã hội khi Xuân Kỷ Hợi đang đến gần. Tại hội nghị, một cá nhân và 3 tập thể, một hộ gia đình đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tham gia sản xuất kinh doanh và công tác xã hội. Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho 41 cá nhân và trao bằng khen cho 28 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh. Sáng 24 tháng 1, Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và gần 200 đại biểu từ các cơ sở Đảng trực thuộc đã tham dự hội nghị. Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 62 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 6.800 đảng viên. Trong năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng chất lượng nội dung sinh hoạt của cấp ủy. Qua phân loại có 386 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ trên 96%, trong đó có 78 đảng bộ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 7 tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với công tác phát triển đảng viên, trong năm, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã tổ chức 2 lớp cảm tình đảng cho 276 quần chúng, kết nạp trên 200 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 209 đồng chí. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên. Ngoài kết quả đã đạt được, thì công tác xây dựng Đảng của địa phương vẫn còn những hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thể hiện hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát chưa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Một số cuộc còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số ít đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cơ quan, đơn vị. Năm 2019, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đề ra các mục tiêu như duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố đạt trên 95%, kết nạp mới 200 đảng viên, có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, Thành ủy Đà Lạt đã khen thưởng 5 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tiếp tục chương trình thời sự là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Sáng ngày 24 tháng 1, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội đồng tiến hành bình tuyển cà phê chè đầu dòng trên địa bàn Lâm Đồng với sự tham gia của các chuyên gia nông nghiệp và các nông hộ có cây đầu dòng. Tại đây, Hội đồng bình tuyển đã báo cáo về đặc điểm tình hình sinh trưởng, năng suất, chất lượng, tình hình sâu bệnh của 14 cây cà phê chè đầu dòng được tuyển chọn tại các vùng sinh thái trên địa bàn Lâm Đồng. Trong đó có 9 cây được tuyển chọn từ xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt và 5 cây được lựa tại thị trấn Lạc Dương. Đây là hai địa bàn có điều kiện canh tác phù hợp và cho sản lượng, chất lượng cà phê chè tốt nhất của Lâm Đồng. Qua quá trình khảo sát đã lựa chọn những cây cà phê có ưu thế vượt trội để bình tuyển. Kết quả đánh giá của Hội đồng bình tuyển cho thấy 14 cây cà phê chè trên đạt tiêu chuẩn và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng ban hành quyết định công nhận 14 cây cà phê chè đầu dòng cho 6 chủ hộ. Sau đó, các ngành chức năng sẽ hướng dẫn các nông hộ này lập sơ đồ vị trí cây đầu dòng, gắn mã hiệu số, thứ tự công nhận cây đầu dòng, lập kế hoạch bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý đúng quy trình các cây đầu dòng, công bố tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, và có chính sách để khai thác mầm chồi, hạt giống, đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời lập sổ theo dõi và chịu trách nhiệm về cây giống xuất vườn. Đúng cây đầu dòng được công nhận và chất lượng cây giống đối với sản xuất. Đây là 14 cây cà phê chè đầu dòng đầu tiên được công nhận tại Lâm Đồng. Với những cây đầu dòng này sẽ là cơ sở để nhân rộng các vườn giống cà phê chè chất lượng cao đáp ứng nhu cầu canh tác cà phê tại Lâm Đồng. Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại vườn quốc gia Cát Tiên là nội dung chính được đưa ra tham vấn tại hội thảo cải thiện đời sống sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số xã Đồng Nai Thượng do tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên tổ chức vào sáng ngày 24 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt. Tại hội thảo, một số đại biểu đóng góp ý kiến cho các nội dung chính trong đề án được đưa ra tham vấn bao gồm mối quan tâm của địa phương đối với dự án, những thuận lợi khó khăn cản trở việc thực hiện dự án, khả năng tham gia của người dân trong khu vực dự án, các hoạt động khả thi để tạo sinh kế cho người dân, giữ gìn và phát huy ngành nghề truyền thống của đồng bào, nhu cầu đào tạo kiến thức cho nhân dân và khả năng lồng ghép dự án với các chương trình khác. Hội thảo lần này với mục tiêu thu thập ý kiến để hoàn thiện các yêu cầu đặt ra của dự án. Theo đó sẽ cải thiện được sinh kế cho người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc phát triển của các ngành nghề truyền thống của địa phương và cải thiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong khu vực dự án. Phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. Thành phố Đà Nẵng chấn chỉnh kỷ cương hành chính trước và sau Tết. Khánh Hòa hiệu quả từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu không để xảy ra tình trạng công chức viên chức vắng mặt vào những ngày làm việc trước và sau Tết, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí công chức viên chức thay thế. Đà Nẵng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nếu để xảy ra vi phạm thì thủ trưởng cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm. Theo nhiều hộ nông dân ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cận kề dịp Tết, giá bán lá dong tăng với giá từ 800 đến 1.000 đồng một lá. Một số nông dân ở thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông tận dụng vị trí gần nguồn nước trồng lá dong bán vào dịp Tết tăng thu nhập. Ở thời điểm này, lá dong được bán với giá từ 800 đến 1.000 đồng một lá. Dự báo thời điểm cận Tết, giá sẽ tăng thêm từ 400 đến 500 đồng một lá. Do nhu cầu vào dịp Tết cao nên lá dong rất dễ tiêu thụ. Hiện tại, lá dong của bà con nông dân ở thị xã Gia Nghĩa được các tư thương vào thu mua tại vườn. Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, để có lá dong đẹp, dày, khi trồng cần chọn những khu vực gần nguồn nước như dọc theo mương nước, bờ ao, không bón phân hóa học, chỉ sử dụng phân chuồng, thường xuyên cắt tỉa những lá mỏng, giữ thoáng gốc. Trung bình mỗi năm bón từ 2 đến 3 đợt phân, bón phân từ tháng 7 đến tháng 10 để cây khỏe, cho ra lá đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa là tổ chức tài chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý. Quỹ có chức năng huy động vốn từ nhiều nguồn, qua đó cho vay đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng trong tỉnh. Những năm gần đây, vốn Quỹ Đầu tư Phát triển là một trong những nguồn vốn vay ưu đãi được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh mong muốn tiếp cận. Ngoài ưu đãi về lãi suất, thấp hơn lãi suất thị trường, với những dự án đầu tư các công trình, hạ tầng nông thôn, miền núi, hải đảo, nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư Phát triển còn được tỉnh hỗ trợ cấp bù lãi suất. Nhờ nguồn vốn này, các doanh nghiệp, đơn vị rất nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. 3 năm trở lại đây, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa là một trong những đối tác thường xuyên của Quỹ Đầu tư Phát triển. Theo thống kê, đơn vị này đã tiếp cận vốn vay cho 11 dự án điện với tổng vốn vay gần 100 tỷ đồng. Tuy giá trị nguồn vốn vay không nhiều, nhưng đã giúp công ty mạnh dạn trong quá trình đầu tư các dự án vùng khó khăn, cải thiện đời sống vật chất tinh thần ở các địa phương còn khó khăn. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã lập các dự án cung cấp điện cho sân bay Nha Trang, sân bay Cam Ranh để bảo đảm cho cái việc là sân bay quốc tế mở rộng và các cái công trình đường dây và trạm biến áp thuộc các cái khu vực các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh cấp điện cho các cái địa phương, các xã để làm sao bảo đảm cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì với cái nguồn vốn này, tuy rằng là nó không được lớn, không được nhiều, nhưng nó đã góp phần sự hiệu quả rất lớn để làm sao là bảo đảm cái nguồn vốn công ty chúng tôi đang phát triển để các cái đường dây và trạm biến áp cũng như là các nguồn lưới điện để phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ vốn quỹ ban đầu khoảng 100 tỷ đồng vào năm 2010, đến nay tổng vốn hoạt động của quỹ trên 1.000 tỷ đồng. Tới đây, quỹ sẽ hoàn tất thủ tục huy động thêm gần 140 tỷ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Từ nguồn vốn lớn, quỹ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cơ sở ở những dự án phục vụ an sinh xã hội như trường học 3 dự án, nước sạch 15 dự án, y tế 6 dự án. Về phía các đơn vị vay vốn, để có được nguồn vốn vay ưu đãi này, các đơn vị phải qua quá trình thẩm duyệt gắt gao từ hồ sơ dự án, tiến trình đầu tư và cách thức sử dụng nguồn vốn. Song song đó, quá trình giải ngân vốn phải đi liền với tiến độ thực hiện dự án để đồng vốn thực sự phát huy tác dụng. Với tất cả các đơn vị tiếp cận vốn, lãi suất áp dụng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa ở mức 8,29%, thấp hơn nhiều so với nguồn vốn vay thương mại hiện nay. Ngoài ra, do đặc thù đầu tư các dự án phục vụ nhu cầu an sinh xã hội ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vốn vay các dự án sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bù từ 20 đến 100% lãi suất năm. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp bù lãi suất trên 28 tỷ đồng. Đây là một trong những lý do các đơn vị trong tỉnh mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn này khi thực hiện những dự án vùng khó khăn. Theo cái nghị quyết 02 thì nó có nhiều các cái lĩnh vực, tức là những cái nó theo từng đối tượng. Hiện nay nó cấp bù thấp nhất là 20% cái lãi suất tối thiểu của quỹ và cao nhất là 100%. Đó là những cái dự án ví dụ như nước sạch của vùng sâu vùng xa mà theo cái nghị định 131 á, thì là đáng lý là tỉnh phải bỏ vốn ra đầu tư cho những cái khu vực đó. Thì hiện nay là các cái công ty cổ phần đô thị thì họ sẽ đầu tư các cái huyện, các cái nơi vùng sâu vùng xa đầu tư, và tỉnh chỉ bỏ ra cái phần cấp bù lãi suất thôi thay vì bỏ tiền ra đầu tư. Sắp tới khi nhu cầu đầu tư các hạng mục công trình cấp thiết ngày càng nhiều, chắc chắn nhu cầu sử dụng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa ngày càng cao. Với cơ chế cho vay lãi suất thấp và cấp bù lãi suất, vốn Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa dự báo sẽ là nguồn động lực lớn để đầu tư vào lĩnh vực phát triển kinh tế, hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong thời điểm nguồn vốn khan hiếm như hiện nay. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, nông dân Cát Tiên tất bật chăm sóc dưa, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết đến. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân cuối năm là thời điểm mà bà con nông dân trồng dưa hấu tại huyện Cát Tiên và các địa phương lân cận tất bật chăm sóc cho trà dưa của gia đình mình nhằm kịp phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết. Đây là công việc thường niên của nhiều hộ dân với mong muốn sẽ có một vụ mùa bội thu trong dịp Tết này. Ông Nguyễn Đình Trọng, một hộ dân đã có trên 10 năm gắn bó với cây dưa hấu tại xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến cận kề dịp Tết mà công việc sản xuất của gia đình ông dường như bận rộn hơn. Năm nay, gia đình ông Trọng trồng trên 1,5 hectare dưa hấu, trong đó có 6 sào dưa tròn chuẩn bị thu hoạch. Vụ trồng dưa Tết này chính là nguồn sống duy nhất cho cả gia đình trong dịp Tết. Chung ra thì giá trị này nếu mà thị trường nó ổn định thì nó tương đối hơn, đỡ hơn cây mình làm lúa. Năm ngoái thì dưa tuần thì 3.000 mốt, dưa dài nó được là 5.500. Cái cuộc sống mà nói chung ra nó quay dưa nó được giá thì trong dịp Tết ấy, thì tăng trái ăn Tết này nó vui vậy, gia đình nói chung ra có đồng ra đồng vào. Theo một số nông dân trồng dưa ở xã Quảng Ngãi cho biết, ngoài tiền thuê đất để trồng được một sào dưa hấu, chi phí mất khoảng từ 12 đến 15 triệu đồng. Trồng dưa hấu không khó, tuy nhiên phải luôn theo sát từng chu kỳ sinh trưởng của cây nhằm kịp thời bổ sung phân, tưới nước và theo dõi diễn biến của sâu bệnh. Chọn đến thời điểm lấy trái và chăm sóc nuôi trái. Nếu trồng đạt, một sào dưa có thể thu hoạch từ 6 đến 7 tấn. Ở cái diện tích cây dưa hấu, thật ra thì cái này là trước đây là tại địa phương một số cái hộ nông dân thì từ xã khác ngoài là đến là để thuê đất để trồng. Tuy nhiên thì 2-3 năm trở lại gần đây thì bà con nhân dân chúng ta thì cũng đã tiếp cận được cái khoa học kỹ thuật đó, các cách trồng cũng như là chăm bón á, thì hiện giờ thì một số hộ dân của địa phương thì đã mạnh dạn là đầu tư trồng dưa hấu. Thì khi mà bà con nhân dân đã sản xuất á, thì địa phương cũng hết sức là tạo điều kiện. Ví dụ như là nếu mà cái hộ dân mà ở ngoài đến thì Ủy ban xã cũng phải cử anh em lực lượng là cũng đảm bảo cái an ninh trật tự để cho các cái hộ dân đó là yên tâm để mà canh tác. Còn về quá trình sản xuất như là theo dõi rồi nước non thủy lợi thì Ủy ban xã cũng phải quan tâm để tạo điều kiện là đầy đủ các cái điều kiện thuận lợi cho các cái hộ sản xuất. Năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là giai đoạn cuối năm xảy ra mưa nhiều, nên nhiều diện tích dưa tại huyện Cát Tiên cho số lượng trái khá ít. Bên cạnh đó, diện tích trồng dưa cũng giảm trên 20%. Theo thống kê, năm 2017, toàn huyện Cát Tiên trồng được gần 100 hectare, thì đến nay chỉ còn 50 đến 60 hectare. Ngoài các hộ có kinh nghiệm trồng dưa lâu năm ở các xã Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên, vào những dịp tháng 7, tháng 8 hàng năm, một số hộ khác từ các huyện Đà Tẻ, Đà Oai và Cát Tiên thuê đất trồng dưa Tết với mong muốn cuộc sống khấm khá hơn. Những hộ dân trồng dưa như gia đình ông Trọng và nhiều hộ gia đình khác hy vọng dưa năm nay được giá để Tết Kỷ Hợi này sẽ ấm cúng hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.